Chiều nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Cần Thơ và Liên đoàn Lao động thành phố. Dự và phát biểu chỉ đạo có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Cùng dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Với mục tiêu phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội của lực lượng công an thành phố và các cấp công đoàn. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Cần Thơ và Liên đoàn Lao động thành phố thống nhất ký quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử vào công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Lao động thành phố. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực lao động, công đoàn, phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức lao động, bảo đảm an ninh an toàn các cơ quan công đoàn các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.